Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng của Phương ạ. Thì như thường lệ, vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần thì kênh mình sẽ phát sóng cái video về chuyên mục bán lan rừng nha mọi người. Còn những cái ngày khác còn lại trong tuần á thì kênh của mình sẽ có những cái video khác về liên quan tới chủ đề về hoa lan, có thể là quay những cái giò hoa lan đẹp hoặc là cái cách chăm sóc lan. Thì mọi người nếu mà đây là lần đầu tiên xem cái video trên kênh của mình thì đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi khi mà cái kênh ra những cái video mới nhất thì có thể được xem ạ. Thì ở trong ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho mọi người xem các cái loại lan rừng hàng thuần mà trong vườn nhà mình trồng. Thì đồng thời nếu mà mọi người muốn mua hàng á, mọi người có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại mình để trên tiêu đề. Đồng thời thì có thể kết bạn Zalo theo cái số điện thoại đó hoặc là nhắn tin trên cái trang Facebook Lan Rừng của Phương mình vừa mới tạo. Đó, mọi người có thể bấm like, dành ra vài giây bấm like và nhắn tin trao đổi với mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Lan Rừng của Phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay các cái giò lan trong ngày hôm nay luôn nha. Rồi mời mọi người cùng theo dõi các cái giò lan ngày hôm nay cùng mình ạ. Thì hôm nay có Sơn Thủy Tiên nè, rồi Vảy Rồng, Kim Điệp Xuân, Kiều Vuông, Chuối Ngọc, có hai cái loại hài là Hài Vân và Hài Táo nha mọi người. Rồi Trầm Tím, Trúc Phật Bà, Đuôi Chồn, Hoàng Phi Hạc và Long Tu Xuân. Long Tu Xuân thì rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì Long Tu Xuân là một trong những cái loài lan mà nó đẹp từ thân lá cho tới hoa luôn nha mọi người. Đó. Thì mình đã trồng Long Tu Xuân ở trên các cái bảng dớn như này rồi. Đó. Thì cái riêng đối với những cái bảng Long Tu này thì mọi người mang về chỉ cần việc treo chơi thôi nha mọi người. Bởi vì nó đã thuần rất là ổn định rồi. Đó. Thì mọi người xem thì có thể nhận biết được cái dòng Long Tu Xuân này mọi người. Đó. Thân lá của nó rất là đẹp luôn. Nó có các cái đường gân dọc theo thân lá này. Còn lá của nó sẽ có những cái đường gân lá nha mọi người. Thì cây thì xanh mướt luôn. Xanh mướt luôn mọi người. Và nó to giống như là cái ngón tay của mình á. Mọi người có thể nhìn thấy không? To như ngón tay. Và một đặc điểm để mọi người có thể nhận biết cây Long Tu Xuân là mọi người nhìn ở các cái đốt này, nó sẽ có cái hình tam giác. Đó, hình tam giác ngay cái đốt này này. Và những cái đốt này thì sau khi tới mùa hoa nó sẽ rụng hết lá và nó sẽ ra vòi nụ ở các cái đốt này. Đó, cứ một đốt tương ứng với lại một cái vòi hoa. Một vòi hoa thì nó sẽ cho từ 1 tới 3 hoa. Đó, thì nó mọi người chăm càng lâu thì cái cây Long Tu này nó càng dài ra nha mọi người. Cái thế hệ sau nó sẽ tốt hơn cái thế hệ trước. Đó, thì một bảng Long Tu sẽ có giá là 200.000 nha mọi người. Đó, mọi người một bảng rất là rẻ luôn. Mọi người mua về thì có thể chờ chơi hoa, mua một lần là chơi cả đời luôn nha mọi người. Đó, thực ra mua những cái cây lan thì rất là rẻ. Rồi. Mình sẽ để hình mặt hoa của cây lan Long Tu Xuân ở đây để cho mọi người tiện theo dõi nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ giới thiệu một chậu Hoàng Phi Hạc nha mọi người. Hoàng Phi Hạc ạ. Hoàng Phi Hạc là một trong những cái dòng lan ra hoa vào đúng dịp Tết luôn nha mọi người. Và hiện tại đây là cái chậu cuối cùng trong vườn nhà mình. Chậu Hoàng Phi Hạc cuối cùng. Đó, hôm bữa giờ là mấy chục chậu là mình đã bán hết rồi. Hôm nay còn chậu này chậu duy nhất cuối cùng nha mọi người. Thì mình sẽ quay cụ thể chi tiết cho mọi người xem. Đó, thì cái chậu này thì nó sẽ gồm có khoảng 7-8 thân tơ, 8-9 thân tơ gì đó mọi người, rất là nhiều luôn. Mọi người có thể dừng dừng cái video lại để đếm. Đó, chứ thực ra thì cái quan điểm của mình á thì chỉ cần một cái chậu lan nhìn vào, nhìn tổng thể một cái chậu lan nó đẹp là nó chất lượng rồi mọi người. Đó, không phải quan trọng là mầm tơ, bởi vì mầm tơ thì nó sẽ đẻ rất là nhiều nữa. Đây, nó đẻ này, nó đẻ liên tục luôn mọi người. Bởi vì đây là một cái chậu Hoàng Phi Hạc đã được thuần tới năm thứ 3 rồi. Đó, nên là nó rất là khỏe, đẻ rất là khỏe. Thì Tết này thì đảm bảo là nó sẽ cho bông mọi người chơi luôn nha. Không cần phải chờ đợi gì hết. Mua những cái hàng mà thuần rồi thì chơi sướng như vậy mọi người. Giá của một chậu Hoàng Phi Hạc là 500.000. Đó, Hoàng Phi Hạc thì nó sẽ cho hoa ở các cái đốt này. Các cái đốt này, đây là các cái thân tơ. Cái thân tơ thì toàn bộ cả cái thân nó chưa bao giờ cho mắt hoa nào, nên nó sẽ cho rất là nhiều hoa. Còn các cái thân già nha mọi người để ý nó là một cái điểm đặc biệt nha. Riêng đối với cây Hoàng Phi Hạc á, thì ví dụ như các cái thân già của nó, cái mắt nào nó đã cho hoa như thế này rồi nè, thì nó sẽ không cho hoa nữa. Còn lại các cái mắt còn lại nó chưa cho hoa thì nó sẽ cho hoa vào mùa tiếp theo, cho khi nào hết mắt thì thôi nha mọi người. Thì mình sẽ để hình mặt hoa của cây Hoàng Phi Hạc ở đây để cho mọi người tiện theo dõi nha. Rồi.
Tiếp theo mình sẽ quay cho mọi người xem cái dòng len đuôi chồn mọi người ạ. Đuôi chồn này. Đuôi chồn là một cái dòng len đơn thân nha mọi người. Đó, đơn thân rễ gió. Vì vậy nên là nó cực kỳ dễ sống luôn nha. Hoa của đuôi chồn thì nó sẽ dài tầm 40 cho tới 60 cm. Đó, là tùy theo mình chăm. Và đồng thời là tùy theo cái cây, ví dụ như cây nó đủ lực thì nó sẽ ra càng nhiều vòi hoa và càng dài các cái đầu rễ của nó này. Đó. Hiện tại thì cái cây nó đang mở đọt lá và đi lá liên tục nha mọi người. Còn ở đây là cái cây đuôi chồn nó đẻ con này mọi người. Xuất phát điểm mình chọn một cây và nó đẻ ra đây. Thì hiện tại thì ở đây chậu này nó sẽ có 3 cây con, nó đẻ một con nữa là 4. Đó, 4 cây. Giá của một chậu đuôi chồn là 250.000. Đó. Nhưng mà đuôi chồn thì hoa nó cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cái chậu này thì đã được mình thuần ổn định gần 1 năm rồi nha mọi người. Đó, gần 1 năm rồi. Thì cái chậu này thì riêng đối với cái dòng đơn thân mọi người, khi mà nó chưa có ra rễ nhiều á thì mình rất là ít khi bón phân. Đấy, hiện tại mình vẫn chưa bỏ phân vô nó. Thì khi mà mọi người mua lan của mình á, nếu mọi người có nhu cầu về phân bón á thì mình sẽ có thể là gửi kèm luôn cho mọi người. Rồi. Thì 250.000 một chậu đuôi chồn nha mọi người. Thì mình sẽ để hình mặt hoa của cái lan đuôi chồn ở đây để cho mọi người tiện theo dõi nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mọi người cái dòng lan trầm tím nha mọi người. Đó. Trầm tím là một cái dòng lan mà rất là được nhiều người ưa chuộng. Đó. Bởi vì nó vừa đẹp nè, đồng thời nó hoa của nó rất là thơm và bền hoa. Thì cái dòng trầm tím thân nù to như đốt ngón tay của nhà mình này mọi người. Đó. Trồng được trồng và chăm sóc rất là cẩn thận rồi. Thì riêng mọi người mua những cái chậu này về chỉ cần việc bỏ vô một cái chậu đất gốm á, mọi người mua thêm một cái chậu gốm, sau đó bỏ thêm giá thể vào, đặt chậu lan vào trong. Đó, là mọi người có thể có một tác phẩm trầm tím để chơi rồi nha mọi người. Giá của một chậu trầm tím là 250.000. Đó, 250.000. Rất là đẹp luôn nha. Mọi người có thể mua 2 hoặc 3 chậu tùy theo cái điều kiện sân vườn nha mọi người á. Mọi người có cái khu đất rộng thì có thể mua nhiều chậu và bỏ thành chậu to. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, thì mình sẽ để hình mặt hoa của cây lan trầm tím ở đây để cho mọi người có thể tiện theo dõi nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu chậu lan hài táo. Hài táo nè mọi người. Đó, hài táo được trồng thuần rất là đẹp rồi. Cây con thì nó đẻ liên tục luôn mọi người. Đây nó sẽ đẻ này. Bởi vì nó đã thuần ổn định được 1 năm rồi mà, nên là nó đẻ con liên tục. Cái dòng hài thì thường cái năm đầu nó chững mọi người, năm thứ 2 nó mới bắt đầu đẻ. Thì ở đây là năm thứ 2 rồi và nó đang đẻ liên tục nha mọi người. Đó. Thì một cái chậu hài táo như này sẽ có giá là 130.000. Chậu hài vân cũng vậy nha mọi người, 130.000. Đó. Mọi người nhìn đây thì có thể phân biệt sự khác nhau giữa hài táo và hài vân. Mình sẽ để hình mặt hoa của cây hài táo ở đây. Đó, để cho mọi người có thể xem và theo dõi nha. Tiếp theo, hài vân thì nó là một cái dòng lan quý hiếm ở trong sắc đỏ của Việt Nam. Thì số lượng nó còn rất là ít, nên là từ một chậu mình chỉ trồng một cây thôi mọi người. Một cây và sau này nó sẽ đẻ thành một lùm, mọi người cứ yên tâm. Cây này thì nó đã thuần 1 năm rồi và đang chuẩn bị tới cái thời kỳ nó đẻ mọi người. Thì giá của một chậu hài vân cũng là 130.000 luôn. Đó, mình sẽ để hình mặt hoa của cây lan hài vân ở đây để cho mọi người tiện theo dõi nha. Tiếp theo mình sẽ quay cũng là một cái dòng lan ra hoa vào Tết Nguyên Đán ở đây. Hôm nay mình sẽ quay rất là nhiều các cái dòng ra hoa vào Tết nha mọi người. Đó, thì đây là dòng trúc Phật Bà. Trúc Phật Bà thì cái đốt của nó như cái đốt trúc luôn này mọi người. Cây thì đã được mình thuần ổn định gần 1 năm rồi. Đó. Mọi người mang về chỉ cần việc treo lên và tưới nước chơi thôi nha mọi người. Giá của một chậu trúc Phật Bà là 230.000 thôi mọi người. Một cái thân mình đo cho nó nha, là nó khoảng 30 phân nha mọi người. Cái thân bên này khoảng 20 phân. Đó. Thì cái đốt của nó rất là mập luôn, rất là bự luôn. Mọi người trồng từ giờ tới cuối năm thì cái đốt của nó sẽ còn to và mập hơn nữa nha mọi người. Đó. Thì mình sẽ để lên mặt hoa của cây trúc Phật Bà ở đây để cho mọi người có thể tiện theo dõi.
Chú Phật Bà thì nó quá là nổi tiếng rồi, rất là nhiều người thích sưu tầm mọi người. Đó, hôm nay đây là cái chậu kiều vuông còn lại duy nhất trong vườn nhà mình nha mọi người. Đó, thủy tiên vuông. Rồi. Chậu cực kỳ đẹp luôn nha. Thì được mình ghép trên một cái gốc lũa, một gốc gỗ vú sữa. Đó, thì cái chậu này đã được trồng 2 năm rồi mọi người. 2 năm rồi. Năm nay là cũng hết 2 năm là qua năm thứ 3 mọi người. Thì cái chậu này, cái do này thì được cái bản lá rất là to. To và tròn như lá mít luôn mọi người. Rất là to và đẹp. Bên này đây này. Đó, nó là một khóm luôn nha mọi người. Nó là một khóm thì sau này nó sẽ nở hoa vào cùng một dịp luôn. Hoa của nó sẽ trổ đồng loạt luôn. Và hoa của kiều vuông á thì nó sẽ ra đúng vào dịp Tết Nguyên Đán luôn nha. Còn về cách mà canh hoa của kiều vuông á thì nó có khá là nhiều ở trên mạng. Mọi người có thể lên trên mạng để mọi người tìm kiếm và làm theo. Một chậu kiều vuông sẽ có giá là 500.000 nha mọi người. Đó. Thì mấy bữa nữa khi mà tới mùa hoa thì hoa nó sẽ ra thành từng chùm giống như lồng đèn, rất là đẹp nha mọi người. Thì mình sẽ để hình mặt hoa của cây lan kiều vuông ở đây để cho mọi người tiện theo dõi nha. Thì cái chậu mà mình để hình nó thì nó nhỏ hơn cái chậu này rất là nhiều, nên là hoa của nó sẽ không bằng cái chậu này đâu mọi người. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái dòng lan chuỗi ngọc. Đó, chuỗi ngọc rất là đẹp luôn, các cái đốt của nó mọi người. Mọi người trồng từ giờ tới cuối năm nó còn phình ra nữa nha mọi người. Nó vừa phình mà nó còn để ở gốc nữa, để li ti gốc này, để rất là nhiều luôn nha. Nói chung là trồng lan á, lan là nó tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở mọi người. Đó, bởi vì cây lan nó để rất là nhanh. Từ một cái khóm nhỏ, mọi người trồng từ một khóm nhỏ như này, sau khoảng thời gian từ 1 tới 2 năm nó để lên rất là nhiều nha mọi người. Nó tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở mà. Đó, thì cái dòng lan chuỗi ngọc này thì cũng là một cái dòng lan ra hoa Tết. Đó, hoa vào đúng dịp Tết luôn. Thì mình sẽ để hình mặt hoa của cây chuỗi ngọc ở đây. Giá của một chậu chuỗi ngọc là 250.000. Đó, đây là hình mặt hoa của lan chuỗi ngọc nha mọi người. Tiếp theo là chậu kim điệp xuân. Kim điệp xuân rất là đẹp luôn nha. Kim điệp xuân nó có anh em họ hàng nhà nó là kim điệp hè nha mọi người. Đó, mọi người nếu mà thích, ai mà cực kỳ thích cái loại này thì có thể sưu tầm hai giò, một giò xuân một giò hè, để theo dõi xem nó nở hai cái mùa khác nhau như thế nào. Đó, thì giá của một chậu kim điệp xuân là 230.000. Chậu cây thì đã thuần ổn định rồi, phân bón thì mình đã bỏ phân tan chậm rồi. Riêng đối với cái dòng kim điệp xuân nha, mọi người chăm sóc nó nha, nó rất là kén phân, nên là thường nó sẽ hợp với cái phân hóa học này hơn này. Mình đã bỏ phân hóa học rồi. Còn khi mà mọi người bỏ phân hữu cơ á, thì mọi người nên bỏ ít thôi, một lượng vừa đủ để cho nó dùng thôi, đừng nên bỏ nhiều nha mọi người. Còn cây thì mình đã chăm sóc rất là đẹp và rất là ổn định rồi. Mang về thì mọi người chỉ cần việc treo lên chơi và chăm bẵm thôi. Cái này thì nó cũng ra đúng vào dịp Tết luôn nha. Mình sẽ để hình mặt hoa của cây lan kim điệp xuân ở đây để cho mọi người có thể tiện theo dõi nha. Tương tự như cái thằng kim điệp xuân á, thì cái vải rồng á, thằng vải rồng xuân đây này, nó cũng có thằng anh em họ hàng là vải rồng hè. Đó, vải rồng xuân thì nở vào dịp tháng 2 tới tháng 3 dương lịch. Đó, là nó cũng xem cái dịp Tết á. Còn cái thằng vải rồng hè á, thì nó sẽ nở vào khoảng tháng 6 tới tháng 7 dương lịch. Đó, đó, nó chỉ khác nhau về mùa hoa thôi nha mọi người. Còn mặt hoa của nó thì y chang nhau. Đó, thì hiện tại những cái bụi này nó để con rất là nhiều, nó để trong đây mọi người thấy không? Nó để liên tục. Sau này hoa của nó sẽ mọc thành từng chùm, rất là nhiều hoa. Riêng đặc biệt cái thằng vải rồng thì hoa nó ra rất là nhiều nha mọi người. Ra kinh khủng luôn á. Đặc biệt là càng thuần lâu thì ra càng nhiều hoa. Cái bụi này thì đã thuần được 1 năm rồi. Giá của cái bụi này là 200.000 nha mọi người. Một cái chậu vải rồng này 200.000 một chậu thôi. Mình sẽ để hình mặt hoa của cây vải rồng ở đây để cho mọi người tiện theo dõi nha. Tiếp theo mình sẽ quay một cái chậu sơn tuyệt tiên cực kỳ đẹp luôn nha. Nhỏ nhỏ mà chất lượng lắm mọi người. Nhỏ mà mọi người coi cái lá dày và bóng này, xanh mướt luôn nha. Còn cây thì nó tròn nhìn rất là hay luôn. Tròn rất là đẹp luôn. Nắm tay vào nhìn đã lắm mọi người. Ở ngoài thực tế mọi người chắc chắn nhìn sẽ
đẹp hơn trên trên hình ảnh rất là nhiều. Đó. Cây này thì thuần được gần 3 năm này. 3 năm. Rễ đi lung tung trong chậu này. Bây giờ mọi người, nếu mà mọi người đập cái chậu này ra thì ở trong này cái rễ nó quấn kín vào trong cái thành chậu luôn nha mọi người. Bởi vì cái rễ lan á nó có sẽ có xu hướng là đi qua các cái thành chậu này này, bám rất là nhiều trong đây. Thì một cái chậu sơn thủy tiên này sẽ có giá là 400.000 nha mọi người. Đó, cái chậu này sẽ có giá 400 một chậu. Toàn là thân tơ thôi nha. Chứ không có thân già luôn nha mọi người. Chỉ có khoảng hai cái thân già đây, là cái thân này với thân này thân già thôi. Còn lại các cái thân này đều là thân tơ chưa cho hoa hết. Đó, thì nó sẽ ra hoa ở các cái đốt này này mọi người. Đó, cái đốt này nó chưa nó đã ra hoa rồi thì nó sẽ không ra hoa nữa. Vì thế là cái chậu nhiều thân tơ thì nó sẽ tới mùa hoa thì nó sẽ cho ra nhiều hoa. Còn cái chậu nhiều thân già thì tới mùa hoa nó sẽ cho ra ít hoa nha mọi người. 400.000 cho một chậu sơn thủy tiên. Vừa rồi thì mình đã quay các cái chậu lan mà mình đang bán trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Lan Rừng của Phương. Nếu có bất kỳ cái vấn đề gì liên quan tới lan rừng thì mọi người hãy gọi điện cho mình hoặc là trao đổi mình qua tin nhắn trên trang Lan Rừng của Phương trên Facebook nha mọi người. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, giao lưu những cái vấn đề liên quan tới lan rừng để học hỏi thêm kinh nghiệm, đồng thời có thể chăm lan tốt hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và ngày càng có thêm được nhiều giỏ lan đẹp nữa nha. Tạm biệt tất cả mọi người ạ.